Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 1 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp để phục vụ cô chú anh chị nghỉ Tết đợt này, sẽ có thể là tận dụng cái thời gian đó để ghép cho mình những cái giò hoa chơi xuân chơi Tết tới này ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam thì bên em có thể gửi chuyển phát nhanh, cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20.000 cho một đơn hàng cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên là cái dòng lan bạch ngọc đuôi công, thì hôm nay dân đi lên rừng để kiếm ít lan để bán để tranh thủ sắm Tết đấy ạ. Bạch ngọc đuôi công, một trong những cái dòng lan phải nói là đẹp nhất trong tất cả các dòng địa lan, hoa nở vào cái thời điểm Tết này ạ. Hiện tại thì nó đang nụ như thế này cô chú anh chị, nụ lớn lắm rồi ạ. Đó, nên là qua vận chuyển đóng gói thì nó sẽ cũng sẽ gãy hỏng nụ nhiều. Thì tuy nhiên thì cái tầm mùa ghép rất là tuyệt vời của dòng bạch ngọc đuôi công này đấy ạ. Em bán với giá là 320.000 cho 1 kg. Và đặc biệt thì hôm nay là cái lô đùi gà dẹt đẹp một cách xuất sắc luôn như thế này. Và không chỉ xanh tươi và đẹp mà hàng còn đang chi chít, đang bắt đầu là chi chít nhú nụ như thế này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị ghép cho mình những cái giò hoa để mà thưởng thức hoa xuân, hoa đầu xuân năm mới này đi ạ. Em bán với giá là 180.000 cho một hàng, hôm nay là 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái lô hàng này có nhỉnh giá một chút xíu, em bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Hàng đang nụ, tại vì là mùa nụ mùa hoa nên là giá của nó ấy cũng chờ đợi mãi mới có một cái lô hàng đẹp như thế này. 190.000 cho 1 kg gà dẹt, hàng đang nụ rất là xinh. Đó. Và mà cô chú anh chị lưu ý giúp em là cũng có cây nó nụ sớm và cũng có cây nó nụ muộn, chứ không phải là thân nào nó cũng có hết nụ đâu cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây là dòng lan ngọc thạch 3 màu, thân căng siêu đẹp luôn và chi chít là nụ như thế này. Nụ rất là đều và rất là đẹp luôn, tầm ghép tuyệt vời để cô chú anh chị được thưởng thức những giò lan đẹp ạ. Em bán ngọc thạch 3 màu với giá là 150.000, 160.000 cho 1 kg ngọc thạch 3 màu này nhá. Hàng đang nụ vô cùng là đẹp luôn. Và bên này đây sẽ là dòng long tu đá hoa tím, hàng cũng hiện tại cũng đang chuẩn bị có nhú nụ này cô chú anh chị này. Đó, chú anh chị nhìn thấy rồi ạ. Tận dụng cái thời gian nghỉ Tết, cô chú anh chị ghép cho mình những cái giò lan thật là đẹp, tầm mùa ghép tuyệt vời cho những ngày chơi trong những ngày xuân tới đi ạ. Em bán long tu đá hoa tím này nhá, với giá là 170.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị đừng so sánh giá của long tu đá hoa tím với cả long tu đá hoa trắng ạ. Long tu đá hoa trắng thì hoa của nó không thể nào mà so sánh được với cả long tu đá hoa tím, giá nó rẻ hơn. Đấy. Còn bên này là hoàng thảo lụa vàng, thân cũng căng mướt như vậy này. Cũng là đang cái mùa tầm chuẩn bị lên mầm đẹp, em bán 200.000 cho 1 kg lụa vàng. Và sang bên này đây là em có cái dòng lan địa lan mạc xuân. Mạc xuân em bán với giá là 100.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây là hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc được mệnh danh là những nàng công chúa ngọc ngà với bông hoa trắng nuột, cũng siêu sai hoa cô chú anh chị nhé. Mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên, cũng đang chuẩn bị mùa nụ. Ý ngọc 180.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan hải yến với sắc hoa tím ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn. Em bán hải yến 150.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng cũng đang chuẩn bị là làm nụ rồi cô chú anh chị nhé. Em bán nhất điểm hoàng với giá là 100.000 cho 1 kg ạ. Hàng cũng đang chuẩn bị nhú nụ. Bên này đây sẽ là dòng long tu xuân.
Long tu xuân thì em có hàng thân ngắn cũng căng mướt này, cô chú anh chị sẽ được thân được rất là nhiều cây giống đẹp. Em bán 200.000 cho hàng cây ngắn, nó từ dưới 20 cm đổ lại. Còn hàng từ trên 20 cm đổ lên em bán với giá là 220. Dòng long tu xuân nhá. Và bên này đây sẽ là dòng kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm, bởi vì hoa của nó vô cùng là thơm. Và nó có tên là kim điệp nhựa bởi vì hoa của nó dày như là những cái bông hoa nhựa, và bây giờ thì đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đó. Độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng, gần 3 tháng nhé. Kim điệp nhựa em bán với giá là 180.000 cho 1 kg đây ạ. Hoàng thảo vôi, những bông hoa sắc tím và siêu thơm. Đây ạ, siêu thơm đây ạ. Hoàng thảo vôi em bán với giá là 220.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy. Cái dòng kim điệp xuân này thì bây giờ cũng đang là mùa nụ siêu xinh luôn như thế này, với những cái chùm hoa vàng rực rỡ. Em bán dòng kim điệp xuân này cô chú anh chị với giá là 150.000 nhé. Và bây giờ cô em sẽ bán từ 0,3 kg để cô chú anh chị có thể được thưởng thức với 0,3 kg thôi, tức là vào có 45.000 cô chú anh chị đã có một cái giò lan đẹp để mà thưởng thức rồi đó. Còn chưa biết là có thuần được hay không, nhưng mà dòng này là dòng dễ thuần cô chú anh chị nhé, mà mình đã được ngắm một cái giò lan rất là xinh một cách đã mắt luôn rồi. Sang bên này đây là em có cái dòng lan hạc đỉnh hồng nhá. Tầm đẹ dân cũng vừa khai thác. Và cái dòng hạc đỉnh hồng này thì chuẩn bị sang xuân rồi, nó sẽ cho những cái mầm tơ mới. Và sang mùa tới mình sẽ được thưởng thức những bông hoa đẹp tuyệt vời của nó. Hạc đỉnh hồng 100.000 cho 1 kg ạ. Và sang bên này đây là những cái cây đai châu rừng bắc trụ. Đấy, cô chú anh chị nhìn này, hàng không lỗi lá và thân căng mướt rất là đẹp như thế này. Hàng bây giờ thì nó đang nụ, nhưng mà nói chung là cái hàng này thì em thấy là nó không có lỗi lá, nhưng mà nụ thì không được đẹp, tức là nụ nó hỏng nhiều cô chú anh chị nhé, nụ hỏng nhiều đấy ạ. Nên là em bán chủ yếu là bán hàng cây giống thôi, mùa nụ mùa hoa cũng là mùa sinh trưởng phát triển mới của cái dòng đai châu ạ, chỉ 1-2 bông nở thôi mà em thấy là đai châu rất là thơm luôn ấy. Nên là em thấy là người ta rất là thích trồng đai châu là vì lẽ đó, mà không chỉ là bền hoa, không chỉ nở vào thời điểm Tết mà nó còn rất là thơm. Đây, một vài bông nở thôi mà rất là thơm luôn ạ, đai châu ạ. Em bán đai châu rừng nhá, đai châu rừng bắc trụ. Hàng rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 6 cây trên 1 kg đi ạ. Với giá có 340 cho 1 kg thôi. Hàng không lỗi lá, bản lá ngắn, lá xếp rất là tuyệt vời như thế này. Còn bên này sẽ là dòng châu Thái thì nụ phải nói tuyệt vời luôn. Nhưng mà đáng tiếc thì nó lại có phần lỗi lá nhẹ. Đó. Cây thì 2-3 cái vòi nụ luôn. Đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa tuyệt vời luôn đấy ạ. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Châu Thái cũng như châu rừng, cái vẻ thơm, cái mùi hương của nó không kém cạnh gì nhau ạ. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Nói chung là những cái dòng thân thòng mùa này thì nó gần như là nó xuống lá hết rồi. Chuỗi ngọc bây giờ thì em thấy là một số cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ này. Mầm gốc cũng đang lên nhé. Cái lô hàng này thì cũng là mùa xuống lá, nên là em nhìn thấy là cái thân lá của nó không được đẹp lắm. Và hoàng thảo chuỗi ngọc này em bán hàng cân nhé cô chú anh chị nhé. Bán hàng cân. Đây, cây đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ rất là xinh này. Em bán hàng cân này với giá là 180.000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Và chuỗi ngọc thì em thấy hàng cân này rất là ít, rất là hiếm hàng luôn ấy. Chờ đợi mãi, săn mãi nhắn suốt mà cũng không có hàng luôn ạ. Và bên này là em có một cái giò dề mạc xuân, bản là to, xanh mướt và đẹp như thế này ạ. Cô chú anh chị có thể về trồng lên đôn được một chậu rất là to luôn. Cái dề mạc xuân này em bán với giá là 140.000 cho dề mạc xuân này nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan thuần, cô chú anh chị lấy về chỉ biết chờ treo tưới và thưởng thức hoa thôi. Và trước tiên sẽ là những cái cây lan mà siêu nụ đẹp để cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời điểm Tết này. Đó, bây giờ hiện tại là còn cách Tết khoảng tầm 14-15 ngày nữa này cô chú anh chị này. Nụ thì siêu đều tăm tắp luôn. Đây là cái dòng giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhé. Giả hạc chớp Mỹ ạ, nụ cực kỳ là đều và rất là đẹp như thế này. Một chậu một thân nó cao khoảng tầm 55 cm, 6 đến 60 cm. Và hàng chuẩn ươm ki, chuẩn mặt đông cây giống ạ. Em bán với giá là 110.000 cho một chậu giả hạc chớp Mỹ nhé. Đấy, cô chú anh chị nào mà đã chơi lan ở những năm trước thì chắc chắn biết rằng là 1-2 năm trước là một thân như vậy rơi vào 280 cho đến 300.000 trở lên. Và bên này đây sẽ là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, một cái mặt đông rất là đẹp và cực kỳ là thơm. Hàng bây giờ cũng đang nụ này, nụ xanh lét luôn như vậy này. Đó, và mầm gốc cũng đang lên cô chú anh chị này.
Đó, mầm gốc cũng đang lên nhá. Đấy, dòng 5 cánh trắng họng hồng hàng ươm ki đấy ạ. Em bán một chậu 5 cánh trắng họng hồng như vậy chỉ với giá có 90.000. Đó, trả bù cho trước đây một cái thân như vậy trên 300.000 ạ. Một cái mặt bông rất là đáng sưu tầm nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, một chậu đang nụ, đang nụ. Có những cây thì nụ lớn, nếu mà cô chú anh chị mà muốn lấy nụ lớn thì là nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Còn những cây nụ nhỏ hơn thì nó sẽ bị ảnh hưởng ít hơn. Tức là nụ lớn như vậy thì khi mà mình va chạm một chút xíu thôi là nó đã bị rụng nụ rồi đấy ạ. Còn bên này đây sẽ là dòng giả hạt di linh xuân. Là một cái dòng phi điệp mà hoa nở vào thời điểm Tết. Giả hạc di linh xuân ạ, dòng hoa nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Là những người chơi lan thì em nghĩ rằng là ai cũng muốn sưu tầm cho mình những cái cây lan gọi là phi điệp ạ. Nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết này cô chú anh chị này. Cây hoa nụ rất là đẹp như thế này đấy ạ. Giả hạc di linh xuân em bán cũng 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Bán nhanh và nghỉ Tết sớm thì cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cây lan đẹp đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên, cô chú anh chị nhìn giúp em là những cái chậu sơn thủy tiên to khổng lồ, 9-10 thân trở lên, rất là to, rất là đẹp luôn. Đấy, một chậu như vậy với giá chỉ có 240 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé, 240 cho một chậu thôi. Và hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu chuẩn bị, có những cây đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đấy ạ. Sang bên này sẽ là những cái giò lan, bên này sẽ là những cái giò lan dáng hương tam bảo sắc của vùng Tây Bắc ạ. Cái giò lan này về cô chú anh chị cũng chỉ việc treo lên chơi thôi. Một giò như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4-5 đầu ngọn trở lên, với giá em bán 180. Và bên này đây là đặc biệt một cái loại lan mà em cực kỳ là thích thú với cái loại lan này, đó là hoàng thảo chuỗi ngọc như lúc nãy em đã giới thiệu rồi ạ. Có hàng cân bên kia cô chú anh chị này. Đấy, hàng cân bên kia thì cây người ta lấy về ạ, quăng quật nhìn nó không được đẹp mã, nhưng cô chú anh chị thấy là khi mà mình lên giò này, những cái mắt đốt của nó vàng óng, sáng bóng đẹp tuyệt vời như thế này. Một cái loại lan phải nói là đẹp từ thân lá đến mặt bông, chỉ cần 1-2 bông nở thôi hoa của nó rực rỡ vô cùng luôn ạ. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này, một chậu như vậy rơi vào 4-5 thân hoa cả ngắn dài trở lên. Đó, em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Còn những chậu nào mà nó thân nó ngắn hơn này, em sẽ cũng bán với giá là 180. Và hàng thì thân ngắn thì đương nhiên là nó sẽ có nhiều thân hơn ạ, thân dài thì nó sẽ ít thân hơn. Và một số cây thì cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi đây cô chú anh chị này. Rất là xinh như thế này rồi đấy ạ. Có 180.000 cho một cái chậu lan. Đảm bảo cô chú anh chị được ngắm một cái giò lan cực kỳ là đã mắt luôn. Đây, giò lan thuần rất là tuyệt vời như thế này. Và sang bên này đây là em có cái chậu hàng em bán thanh lý. Đây là những cái chậu lan vũ nữ sô-cô-la baby ạ. Chậu thì cây rất là khỏe, hàng thì nụ hoa Tết. Tuy nhiên thì về trong quá trình đóng gói vận chuyển cũng như là quá trình va chạm ạ, cây bị gãy nụ. Nên là hàng này á, em sẽ bán với giá là 140 cho một chậu nhá. Gọi là hàng cây giống, cô chú anh chị cứ yên tâm là chuẩn cây giống và cây sẽ cây rất là khỏe và rất là đẹp. Và riêng dòng này thì nó nở hoa quanh năm đấy ạ. Một chậu đây, một cái chậu này là cái chậu vũ nữ hoa anh đào nhá cô chú anh chị nhá. Em bán cái chậu này, hàng này đang nở hoa này, hoa rất là xinh luôn ạ. Em bán chậu này với giá 120. Tiếp sang bên này đây là những giò đen rô xuân này cô chú anh chị này. Không biết là cô chú anh chị đã thấy nơi nào người ta bán đen rô xuân của Trung Quốc siêu chi chít là nụ, một thân phải tầm 200.000 chưa ạ? Hôm nay thì bên mối người ta cũng đang chào hàng, tuy nhiên em thấy giá khá là cao cũng không dám là nhập về. Bởi vì những cái chậu đen rô xuân của em như thế này này, em bán có 190 cho một chậu. Cực kỳ là sung xuê như thế này luôn đấy cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây là vẫn là những cái giò lan siêu nụ mà em đã chia ra theo từng hình rồi, siêu nụ đẹp. Để cô chú ý có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan gọi là đẹp và ưng ý nhất để chơi trong những ngày đầu xuân năm mới này cô chú anh chị nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một trở đi đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là những cái giò giả hạc Hawaii ạ. Những cái giò giả hạc Hawaii, đây là giả hạc Hawaii tím cô chú anh chị nhé. Em còn nhớ trước đây một chậu vài thân giả hạc Hawaii tím thôi, cũng bán trên 500, đó là 1-2 năm trước đây ạ. Thì ở đây ạ, em có một cái chậu hàng giả Hawaii tím này. Hình này em gọi là cái hình số 1. Hình số 1, 3 thân phải dài trên 1m2, 1m2 trở lên. Và cây cũng đang nụ này, giả Hawaii tím nhá cô chú anh chị nhá. Hoa cực thơm với sắc tím đậm nhá. Rất là đẹp luôn, cây đang nụ này. Đó. Và ở đây cái chậu này em chỉ bán với giá có 140 thôi ạ. 140 thôi cô chú anh chị sẽ được 3 thân
hoa đang nụ và sẽ được có một cái suối hoa, một cái giò suối hoa rất là tuyệt vời như thế này đấy ạ. Giả khao oai tím nhé, hoa cực kỳ là thơm. Tiếp theo sẽ là hình số 2 này. Hình số 2 cũng là giả khao oai tím, ba thân căng mướt mà em thấy là bốn thân căng mướt và cũng đang chuẩn bị là nứt nụ đấy ạ. Chuẩn bị nứt nụ thôi, thận giò này là chưa nhú nụ. Em cũng bán với giá là 140 này, cô chú anh chị chưa bao giờ rẻ đến thế luôn nhé. Tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 cũng là một giò giá Hawaii tím, cũng là 4 thân. Cái chậu này có 4 thân. Xin phép bán 150.000 cho chậu này và chậu số 4. Giò này cũng đã rụng hết lá và cây thì cũng đang có nụ này. Đó, cây đang có nụ nhá cô chú anh chị mình nhá. Giả Hawaii tím đang có thân có nụ. Thân thì cũng đang chuẩn bị là chớm nứt nụ thôi, có thân ý ạ. Một cái giò như vậy thì em chỉ bán với giá có 140.000 cho giò số 4. Và giò số 5, giò số 5 này thì em thấy là cây cũng đang lên mầm này. Giò này có 2 thân này, giả khao ai tím, em thấy là nó chưa nhú nụ. Giò này em bán với giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 ạ. Cô chú anh chị được cây giống đẹp cũng như là có hai cái thân hoa tuyệt vời để thưởng thức trong thời gian tới nhá. Và tiếp theo là cái hình số 6 này. Hình số 6 đây, cô chú anh chị nhìn cho em, bốn thân hoa rất là xinh, to mập nụ và cây cũng đang bắt đầu là nhú nứt nụ này, đang nhú nụ này. Và cái giò này em bán với giá 140.000 ạ. Chưa bao giờ rẻ đến thế luôn, dòng giả Hawaii tím. Và tiếp theo sẽ là hình số 7 ạ. Hình số 7 cái giò này 2 4 6 8 thân hoa. Cái thân này thì thân hoa này phải dài tầm trên 1 mét đây. Ôi cái thân hoa của nó từ cái mắt đốt dưới này lên đã có bắt đầu có nụ rồi đây cô chú anh chị này. Cái tính cái thân hoa từ cái nụ đầu tiên trở lên có khi nó phải gần 6-70, 5-60 cm. Cái thân nụ ấy, đây này, vài thân đang nhú nụ rất là đẹp như vậy đấy ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 160 nhá. 160 cho giò này đấy ạ. Tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 cũng 2, 4, 6 cái thân và đang nụ rất là đẹp này. Có thân đang nụ, có vài thân đang nụ siêu xinh như vậy này. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ. Và cái giò này, đây thì có một cái thân này bị gập nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm là nó sẽ lên mầm cũng như là ra hoa bình thường nhé. Em bán giò này với giá 170. Và tiếp theo là cái hình số 9 này. Hình số 9 cô chú anh chị nhìn này, bốn thân chi chít là nụ luôn. Đây, siêu nụ đều đẹp như vậy. Cũng rất là tiếc là có một cái thân đâu nhỉ. Có một thân, hình như là một hai thân nó bị gập ở đây. Nhưng mà cô chú anh chị nhìn ạ, nó lên mầm không có ảnh hưởng gì. Nụ cũng không hề có ảnh hưởng gì. Nó gập lâu lắm rồi, chắc là cái thân nó nặng quá đấy ạ. Giò này em bán với giá là 160 này. Và tiếp theo sẽ là giò giả hạc pháp ạ. Giả hạc pháp, à đâu, đây vẫn là giả Hawaii chứ. Giò số 10 vẫn là giả Hawaii tím, cũng đang nụ như vậy này. Đó, cái giò này á, em xin phép được bán với giá là 140 cô chú anh chị nhá. 140 ạ. Và giả hạc pháp này, cô chú anh chị này, giả hạc pháp thì hoa cũng không kém phần lộng lẫy đâu ạ. Bây giờ đang nụ, có một cái thân này thì nở hoa nhưng mà đóng gói vận chuyển về thì va quệt thì nó cũng không được. Đây, giò giả hạc pháp, một cây mà đẻ cây con rất là nhanh mà sắc tím hồng rất là đậm luôn như thế này đấy ạ. Ở bên ngoài nhìn nó rực rỡ lắm cô chú anh chị, sắc tím ở bên ngoài á. Em bán cái giò này với giá là 130 nhá. Cái hình số 11. Hình số 12, một giò cũng rất là nhiều thân căng mướt như thế này, cũng đang chờ đợi chuẩn bị sổ nụ đấy ạ. Em bán giò này với giá 140. Và tiếp sang bên này đây sẽ là một giò giả hạc Hawaii tím xưa. Ồ, một cái thân này có nụ tuyệt vời luôn. Hawaii tím xưa, chậu này có vài thân nhưng mà nó bị gập nhiều cô chú anh chị ạ. Mầm gốc thì đang lên, nói chung là mình vẫn chơi hoa bình thường thôi nhưng mà nhìn về đây nhìn thì tình trạng cây là như thế cô chú anh chị nhá. Nên cái giò này á, cô chú anh chị nào mà lấy ấy, thì em sẽ bán với giá 150 thôi, nhưng đảm bảo cô chú anh chị là vẫn chơi hoa thưởng hoa tuyệt vời cũng như là có mầm đẹp cô chú anh chị này. Hawaii tím xưa nhá. Và bên này sẽ là dòng Hawaii trắng xưa ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này, nhà vườn người ta rất là trân quý những cái giò Hawaii trắng xưa, không phải là dễ dàng mà kiếm được hàng chuẩn như thế này đâu ạ. Dòng giả Hawaii trắng xưa của chú anh chị nhá, cái giò này đang có 4 thân và hai thân siêu nụ đẹp, nó phải dài tầm khoảng tầm đến 1 mét cái thân dài nhất nhá. Cái giò này thì em xin phép bán với giá là 210.000 cho giò giả Hawaii trắng xưa này ạ. Trắng xưa nhá của chú anh chị nhá. Đấy, không phải cái giò lan nào mà cũng được nhà vườn người ta giữ gìn rất là cẩn thận như thế này đâu. Đây này, gắn thẻ từng giò một. Hình tiếp theo là hình số 15, giả Hawaii trắng xưa số 15. Cái giò này thì có một thân đang nụ này, hai thân này, ba thân đang nụ này. Chi chít là nụ luôn, bốn thân đang nụ này cô chú anh chị này. Có một cái thân thứ 5 này thì
cũng đang nụ nhưng mà bị gập ở đây. Đấy, cái giò này em cũng bán với giá 210.000. Và tiếp theo là hình số 16. Cái thân này cũng siêu nụ đẹp, đang lên này, chắc là nó nặng quá nên là bị gập mất ở cái đoạn này một chút xíu này. Đấy, cái thân giò này cũng có đây. Nói chung là cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, những cái thân này nó không có ảnh hưởng gì đâu, mầm lên đẹp này, hoa nụ tuyệt đẹp này. Em bán cái giò này với giá chỉ có 170 nhá cô chú anh chị nhá. 170 đấy ạ. Hawaii trắng xưa nhá, chuẩn xịn luôn nhá. Tiếp theo cũng là giò giả hạc Hawaii trắng xưa ạ. Đấy ạ, Hawaii trắng xưa ạ. Với giò này này, từng cây được gắn thẻ gắn mác cẩn thận một cách kỹ càng luôn. Cái giò này rất là đều và đẹp luôn, các cái thân đang nụ cực đẹp. Giò này em bán 200 này. Và tiếp theo là cái hình số 18 này ạ. Hình số 18 có 4 thân hoa, 3 thân hoa nụ đều tăm tắp này. Đó, thêm một thân này nữa. Cái giò này em bán là cũng là 180.000. Trời ơi, rất là đẹp luôn ạ. Giò này cực kỳ là đẹp luôn đấy, nụ này. Có một cái thân này bị gãy trước rồi nhá cô chú anh chị nhá. Em phải thông báo trước, không đến lại bảo là em không báo, mà sở dĩ em bán rẻ như vậy là bởi vì có cái thân này nó bị gãy ở đây. Tiếp theo là cái hình số 19. Hình số 19 này. Hình số 19 này thì cũng có một thân gập ở đây à. Gập không? Đấy, các thân nụ hoa nõn nà như vậy. Cái giò số 19 này em bán với giá 200.000 này cô chú anh chị này. Nhưng cái đâu cái thân này nó hơi gập gập một chút xíu em cũng chưa. À đây, gói thân này nó bị gãy đấy cô chú anh chị này. Em bán 190 nhá. Thân này đang nụ rất là đẹp nhưng bị gãy này. Đấy, bị gãy ở đây này. Nói chung là nó vẫn lên mầm bình thường này. Cô chú anh chị thấy rồi ạ. Cái giò này em bán 190. Tiếp theo là cái giò số 20. Hawaii trắng xưa 20. Đẹp tuyệt vời. Đây, 4 thân đẹp tuyệt vời luôn. Cái thân này cũng bị gãy cái đầu ngọn một xíu xíu thôi, nhưng mà ở đây cô chú anh chị có tất cả là 5 thân hoa nhá. Bán giò này với giá 220. À, sang bên này đây sẽ là những hình lan hài cảnh. Một cái loại lan mà như cô chú anh chị nào mà chơi lan hài quen thì chắc chắn biết đây là một trong những cái dòng lan hài mà bất cứ một người chơi lan nào cũng đều muốn sở hữu. Bởi vì cái dòng lan hài này nó không có phổ biến nhiều và rất là hiếm cô chú anh chị nhé. Có những nơi hiện tại người ta có thể bán một cây lên đến 200. Cái giá ở bên ngoài thị trường cô chú anh chị có thể lên Google search cái hàng dòng hài cảnh này. Có cái hàng giá của nước ngoài người ta có thể bán tầm 200, 300 cho đến 500 USD cho một cây hài cảnh ạ. Nhưng mà ở đây cô chú anh chị sẽ mua với em với cái giá phải nói là cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Cái hình lô hài cảnh này có tất cả là 5 cây. 5 cây hài cảnh như vậy nhé. Cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Cực kỳ là xinh, có những cây lá tròn đẹp tuyệt vời luôn. Cũng có những cây hình như là đang nhú nụ. Em bán cái lô hài cảnh này. Hình này thì em chưa thấy cây nào nhú nụ. Cây rất là đẹp nhưng chưa thấy cây nào nhú nụ. Em bán cái hình này với giá là 150.000 thôi này. Là hình số 21 nhé. Hình 22 một cái lô hài cảnh đấy ạ. Lô hài cảnh này này, có một dề ở đây này. Một dề hài cảnh ở đây khá là nhiều cây. Và thêm 3 cái cây rời này nữa. Em bán cái hình này với giá là 180 này cô chú anh chị này, 180 nhá. Đây, cây này đang nhú nụ này. Cây này đang mèo nụ này cô chú anh chị này. Và tiếp theo là cái hình hài cảnh số 23. Hình hài cảnh số 23 này em bán với giá là 150.000. Nó có một cái dề đây này. Đây, có một dề này. Cũng nói chung là hàng cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào mà yêu thích muốn sưu tầm thì tranh thủ nhanh tay sưu tầm những cây này rẻ đi ạ. Cái lô này em bán với giá là 150.000 này. Và tiếp theo là cái hình hài cảnh số 24. 24 này em có 3 dề rất là xinh này. 1 dề này, 2 dề này. Dề này có 4 cây luôn và đang mèo nụ quá là yêu thương luôn đây cô chú anh chị này. Đó, và 3 dề này em bán hình này với giá là 180.000 cho hình này. À, 160. Tiếp theo sẽ là cái hình hài cảnh số 25. 4 dề này đang nụ quá là đẹp này. Đấy, có mấy dề đang nụ rất là đẹp luôn. Cái hình này em bán 200.000 nhá. Và tiếp theo là cái hình số 26 đây. 26 hài cảnh 26, cái này đang mèo nụ này, to và đang mèo nụ rất là đẹp này. Một dề này, thêm một cây rời này, hai cây rời này nữa này. Cái hình này em cũng bán với giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo là cái hình hài cảnh số 26, 27 này. Hình hài cảnh số 27 là em có 2 dề này, 1 dề này, 2 dề này. Nói chung là hai dề này đang nụ quá là yêu đẹp luôn này. Cái dề này cũng thế này. Dề này không thấy có cây nụ. 2 dề này em bán là 180 cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là một cái lô hài cảnh cực kỳ là đẹp luôn ạ. Một cái lô hài cảnh này rất là đẹp luôn. Một cây mèo nụ rất là xinh này. Một dề này cũng đang mèo nụ. À không, hình này có 2 hình mất rồi. Hình này là hình 28.
Hình 27 đây, hình 27 là có một dề đang mèo nụ này. Thêm một cây. Hai cây dời này nữa này. Đấy, hình này em bán với giá là 160 của chú anh chị nhá. Và tiếp theo là hình 28. Hình này có tất cả là tổng 5 cây, có cây này đang mèo nụ này. Cây này cũng đang mèo nụ này. Đó, hai cây mèo nụ em bán hình này với giá 160.000 cho hình này. Cây này lá muộn lá tròn quá là đẹp luôn. Bên này đây sẽ là hình trâu rừng. Hình trâu rừng thì em có bán hàng cân bên kia cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị mình có thể lấy cái hàng theo hình này cũng được này. Ba cây trâu rừng này. Một bông trâu rừng nở thôi mà cũng đã rất là đẹp, rất là xinh như thế này và thơm lắm cô chú anh chị ạ. Cái hình trâu rừng có 3 cây này em bán với giá 220 đấy ạ. Đó, cây nhiều cặp lá và bản lá ngắn cực đẹp nhá. Tiếp theo này, đây, bông hoa trâu rừng này cô chú anh chị nhìn này. Rất là xinh luôn. Rất là tiếc là cái những cái cây này thì nụ nó không được chơi hoa Tết cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Hình tiếp theo hình 31 có 3 cây, đẹp to và đẹp như vậy em bán với giá có 240.000 ạ. Và tiếp theo là hình 32. Hình này cũng là 3 cây. 3 cây trâu này em bán với giá có 200.000 thôi cô chú anh chị nhá, không hề lỗi lá một chút xíu nào luôn. Hình 33 cũng là 2 cây này, 2 cây này em bán với giá có 170 ạ. Cô chú anh chị mà lên giò thì được một giò lan quá đẹp. Và bên này sẽ là cây trâu Thái này. Cây trâu Thái này 3 cần hoa với giá em bán có 100.000 là hình 34, hình 35. Một cái cây rất là đẹp luôn. Cây rất là đẹp luôn đang nụ này. Tím ngắt luôn ạ. Cái nụ này đẹp cô chú anh chị ạ. Cây này em bán với giá 158. Và tiếp theo là hình số 36, 130 cho cái cây này cũng đang nhiều, rất là nhiều nụ cây châu Thái. Hình số 37 cũng với giá chỉ có 100.000. Rồi ạ, hình 38, đây là một cái cây trầm sao thiên vương. Một cái mặt bông mà hoa biến thiên cánh bầu chớp rất là đẹp nhá. Em có cái hình 38 này em bán với giá 120. Trầm sao thiên vương ạ. Cô chú anh chị mà chơi lan và theo dõi nhiều thì biết rằng ta bán một thân trầm sao thiên vương đang nụ với giá rẻ nhất cũng phải tầm 180. Tiếp theo là cái hình số 39 cũng là 120 cô chú anh chị nhé, thân rất là to mập. Và hình tiếp theo là hình số 40 là một chậu, cũng là một thân ạ. Một thân này em bán cũng là 120. Và hình tiếp theo, hình này cũng là chậu số 41 cũng là một thân cũng 120. Và hình số 42 cũng là 120 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là những cái con dao mà được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen. Một cái làng nghề mà chuyên rèn ra những cái con dao phải nói là dùng càng sắc nhá. Chắc chắn một điều không làm cô chú anh chị thất vọng về cái dòng dao Phúc Sen này đâu ạ. Được làm từ nhíp xe ô tô nhập khẩu nhá cô chú anh chị nhá. Đây là cái con dao mà chuyên chặt thái này, cô chú anh chị này, bảo hành cô chú anh chị 1 năm, được đánh nhám hai bên, cán gỗ cẩm chỉ hoa văn rất là đẹp. Con này em bán với giá là 250.000 ạ. Đây. Con này thì nó nặng hơn này, cán gỗ hoa văn rất là đẹp này. Đấy, con này thì em bán con thứ hai này, cán gỗ cẩm chỉ thứ hai này hoa văn cực đẹp luôn, con này em bán 280 cũng là chuyên chặt thái. Rồi ạ, con dao này cũng là con dao chuyên chặt thái này. Đấy, cán gỗ cẩm chỉ. Con này em bán với giá là 220.000 nhá. Đấy, con này không đánh nhám ạ. Con này, con tiếp theo là cái con dao cũng chuyên chặt thái. Cái đuôi bằng ạ, cán gỗ cẩm chỉ hoa văn tuyệt vời luôn như thế này. Con này em bán cũng với giá 220. Và con dao chuyên thái lọc đây. Con dao chuyên thái lọc này em bán con này với giá là 100 con này với giá là 160. Và có con dao chuyên thái rất là xinh, mỏng, siêu sắc, cực kỳ là xinh, con em bán 160 này. Và cái con dao chuyên thái mỏng đánh nhám hai bên em bán con này với giá là 250. Thì khi mà em nhập hàng ấy, em cũng nói rằng là tại sao mà cái con dao chuyên chặt thái này nó lại chỉnh như thế này, con dao chuyên thái này nó nhẹ như vậy mà tại sao lại ngang bằng giá của nhau. Thì thợ người ta nói rằng là phải có tay nghề rất là cao thì mới có thể làm ra được những cái con dao mà mỏng mà cực kỳ là sắc và đảm bảo chất lượng như thế này, và làm rất là kỳ công, rất là khó của chú anh chị nhá. Đấy, con dao này, con dao chuyên thái này. Đấy, chất liệu thép phải rất là tuyệt vời nữa thì nó mới được làm được những cái con dao đảm bảo về chất lượng như thế này. Cô chú anh chị nhìn những cái lưỡi dao của nó này. Con này em bán với giá là 250 này, con dao chuyên thái. Và con này cũng là con dao chuyên thái lọc này. Chuyên thái lọc cô chú anh chị nhá. Con này em cũng bán với giá 250 đấy ạ. Cái con dao bầu nhọn này, con này em bán 120. Con dao chuyên thái cán sắt, con này em bán với giá 150 nhá. Dao chuyên thái cán gỗ ạ, với giá em bán là 150. Một con dao tông chuyên chặt thái này, con này em bán với giá 220 ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Trước tiên là cái dòng, đây là cái lạp sườn.
Lạp sườn như riêng vùng Cao Bằng quê em thì riêng với món lạp sườn này trong những ngày Tết là không thể nào mà thiếu được luôn ạ. Đây là lạp sườn mà gia đình em làm từ lợn đen và cực kỳ là đảm bảo chất lượng và hun bằng cái thân cây mía nhé. Rất là thơm ngon luôn ạ. Một túi như vậy là 0,4 kg và em bán với giá là 110.000. Cô chú anh chị lấy cả cân em bán với giá 260.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đó là cái lạp sườn mà nhà em tự làm và hun khô bảo quản bằng cái thân cây mía đấy ạ. Và bên này là miến rong phe đén cũng vậy, nói chung là từ Tết là gần như là gia đình nào cũng phải có một hai cái túi miến này trong nhà. Em bán một túi như vậy với giá là 100.000 và măng mầm. À, măng lưỡi lợn cho chú anh chị nhé. Vàng ươm luôn này cô chú anh chị này, đảm bảo cô chú anh chị về chất lượng cũng như là sạch và không có những cái chất gọi là phụ để mà giữ bảo quản cô chú anh chị nhé. Một cái túi như vậy là 1 kg em bán 240 đấy ạ. Và bên này sẽ là cái sim khô 100.000. Nấm ở đâu mộc nhĩ rừng với giá là 160.000 cho 180.000 cho một túi. Hạt nắp khén với giá là 30.000 cho một lạng. Bên này sẽ là rễ mù tần với giá là 120. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190 và hàng tinh 200. Bên này sẽ là táo mèo khô với giá 100. Tiếp sang bên này đây là em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong kg và dưa rừng là 50.000 ạ. Và ở đây thì em có vỏ thông, em có size 12, size 34 và vỏ thông vụn nhé. Bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, Atonic 10.000 cho một gói, Duy xanh 50.000 và Duy đỏ sẽ là 60.000, dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ nhé. Và super thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ này, siêu da rễ N3M với giá là 30.000, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ, 30.000 cho một lọ nhé. Phân bón dạng phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 35.000 cho một lọ. Và ở đây là em có cái dòng thuốc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. B1 Thái là 40.000 nhé. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. Chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng, à là không, đây là cắt tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một gói này. Và chi châu đề ma phân bón vi cũng là đây, cắt kin kin mum cũng là đặc trị thối nhũn với giá là 25.000 cho một gói này. Chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một gói ạ. Và bên này là một hộp 1 kg với giá 130 nhé. Chi châu đề ma dây bục lan chiều dài 100m với giá là 35.000 cho một cuộn. Và cái phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp này. Phân bón chùn quế nguyên chất ạ. Một cái sản phẩm thương hiệu cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1 kg. Bên này là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Cái sản phẩm mà ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi ạ. Một cái sản phẩm như vậy là 1 kg. Đảm bảo cô chú anh chị về cái cung cấp dinh dưỡng một cách tuyệt vời cho cây cũng như là hạn chế nấm bệnh một cách tối đa. Một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời luôn với giá chỉ có 35.000 cô chú anh chị nhé. Một túi như vậy là 1 kg. Giá thì phải nói là chất giá của nó so với chất lượng thì phải nói là nó cực kỳ là rẻ luôn đấy ạ. Bên này là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, em bán với giá là 40.000 cho một lọ có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Thì ở đây là hoàn toàn từ tự nhiên nên là cô chú anh chị cứ yên tâm nhé, từ cánh hoa hồi tự nhiên, giảm đau một cách hiệu quả, không hay nóng rát đấy ạ. Đặc biệt cái mùi hương của nó giúp cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ.